Xin giới thiệu với các bạn máy cưa vòng chuyên dùng để cắt vật liệu kim loại với khả năng cắt lên tới 220mm. Máy cưa vòng là một trong những thiết bị không thể thiếu trong gia công cắt ống sắt, thép inox, đồng, nhôm và một số các loại kim loại khác. Và công ty Babylon CNC cung cấp nhiều loại máy cưa vòng khác nhau phục vụ cho những mục đích cắt khác nhau anh em nhé. Như là máy cưa vòng tự động, thủ công và máy cưa vòng bán tự động, máy cưa vòng ngang xoay hoặc là máy cưa vòng hai trục. Và đối với những góc cắt phức tạp thì công ty chúng tôi có những cái dòng máy cưa vòng đứng. Ngoài ra chúng tôi còn nhận sản xuất lắp ráp theo đơn đặt hàng tùy vào yêu cầu gia công đặc biệt của anh em. Và trong gia công kim loại thì máy cưa vòng có nhiều ưu điểm nổi trội hơn so với máy cưa mũ, bởi nó tạo ra âm thanh nhỏ, ít ồn ào anh em nhé. Và khả năng cắt là chính xác, vận hành thì rất là dễ dàng. Chính vì thế nên là nó là một lựa chọn rất là lý tưởng cho anh em cắt kim loại nặng hoặc là cái kim loại dạng bó. Mỗi một lần cắt mình bó lại rất là nhiều ống cùng với nhau. Và vận hành thì rất là dễ dàng và an toàn cao, mà được cho đường cắt không bị ba via. Và máy được nhập khẩu bởi công ty cơ khí Babylon CNC với động cơ mạnh mẽ và bền bỉ anh em nhé. Và khi anh em mua máy thì bên công ty Babylon CNC sẽ hướng dẫn cho anh em, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ máy cưa vòng đầy đủ cho anh em và chuyển giao trên toàn quốc. Và máy có thể điều chỉnh nhiều cấp độ cắt nhanh hoặc là chậm tùy thuộc vào độ cứng của vật liệu anh em nhé. Và máy có thể điều chỉnh được nhiều góc cắt khác nhau như góc 90 độ, góc 45 độ, góc 60 độ. Và máy có chế độ là tự động nâng hạ lưỡi cắt và có thể điều chỉnh tốc độ lên xuống nhanh hoặc chậm. Nhờ vào hệ thống thủy lực, mình có thể vặn van, muốn nhanh chậm mình vặn cái van thủy lực thì nó sẽ theo ý của anh em. Máy cưa sắt vòng có thể cắt được đa dạng các hình dạng vật liệu như là dạng tròn, dạng hộp, dạng đa hình, dạng sắt bó. Với khung sườn bệ máy như anh em thấy rất là vững chắc, đảm bảo loại trừ được độ rung khi vận hành. Máy sử dụng cảm biến hành trình, được trang bị thiết bị an toàn anh em nhé. Ok, ngoài cung cấp máy cưa vòng thì công ty Babylon CNC còn cung cấp các loại máy cơ khí khác như là máy hàn laser công nghệ hiện đại nhất hiện nay, hoặc là máy cắt CNC fiber kim loại. Đây là dòng máy hàn laser. Nếu có nhu cầu xin hãy liên hệ công ty Babylon CNC 0932256 78. Ok, xin cảm ơn, chào các bạn.